Quân đội Israel đã mở các cuộc tấn công vào dải Gaza sau khi thời hạn 24 giờ để người dân Palestine rời khỏi khu vực phía bắc Gaza đã hết hạn. Israel thông báo là đã mở hai tuyến đường để người dân đi sơ tán. Và trong ngày hôm qua, thì lực lượng phòng vệ của Israel đã phát đi cảnh báo lần hai, yêu cầu người dân ở phía bắc của dải Gaza di chuyển đến khu vực phía nam của dải đất này. Hàng ngàn người Palestine đã đi sơ tán vì lo sợ một cuộc tấn công trên bộ của Israel. Israel tuyên bố là cuộc chiến này sẽ chỉ kết thúc khi mà phá hủy Hamas và khả năng quân sự của lực lượng này, cũng như là thay đổi căn bản tình hình để Hamas không bao giờ có khả năng gây ra bất kỳ tổn thất nào cho dân thường và binh lính của Israel.